Hi guys, thank you so much for checking my travel video today. For my friends around the world, I have a subtitle for you guys. Hope you guys gonna enjoy my video. Hello các bạn, xin chào mừng các bạn đã đến với travel video của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan một thành phố có một nét văn hóa rất riêng và những địa điểm du lịch vô cùng độc đáo. Để biết thành phố này có nét văn hóa gì độc đáo và riêng biệt, hãy cùng theo chân mình nhé. Welcome to San Antonio! Và địa điểm đầu tiên mà mình muốn đưa các bạn đi tham quan ở San Antonio là Natural Bridge Wildlife Ranch. Chúng ta sẽ cùng nhau quay ngược thời gian trở về với tuổi thơ để đi thăm vườn thú safari châu Phi theo phong cách tách xịt. Khu vườn safari rộng khoảng 1,6 km vuông là nơi mà các bé thú được chạy tự do nhông nhông khắp nơi. Các bạn có thể chạy xe vòng quanh safari, tiếp cận các bé với cự ly gần ới là gần và cho các bé ăn. Nghe hấp dẫn ghê chưa? Mình mất ăn mất ngủ mấy đêm chờ đợi để được tới đây tham quan đó. Cảm giác như bé 3 tuổi háo hức lần đầu tiên đi sở thú vậy á. Ha ha ha. Một lưu ý là các bạn phải luôn ở trong xe khi lái xe vào khu vực safari và vườn thú không có xe bus hoặc xe cho thuê, nên bạn nào muốn tới tham quan phải mướn xe sẵn bên ngoài. Vé vào cổng là 25 đồng một người, túi thức ăn họ bán 5 đồng một túi. Tip nho nhỏ là các bạn mua vừa đủ thôi vì giữa safari sẽ có một trạm nghỉ chân. Kết hợp nhà hàng, các bạn có thể ghé mua thêm nếu thiếu. Tốc độ giới hạn bên trong safari là 5 mile 1 giờ. Các bạn có thể chạy bao nhiêu vòng cũng được. Ok, các bạn cùng mình vào safari nha. Nơi đây là ngôi nhà của 700 bé thú thuộc 40 loài. Vé vào cổng sẽ bao gồm một cuốn sách dưới bản đồ khu vực và thông tin các loài thú sống ở đây. Bạn nào có xem Pokemon thì có thể tưởng tượng cuốn sách này giống như Pokédex vậy đó. Mình là fan cứng của Pokemon nên mình sẽ tự đặt ra một mini game nho nhỏ xem hôm nay mình sẽ thu thập được bao nhiêu bé thú trong cuốn sách này nha. Vừa vào tới cổng là được chào đón bởi mấy bé Huffalo liền à. Buffalo có nguồn gốc từ châu Âu. Tuyệt chiêu của bé Buffalo là tầm nhìn vô cùng nhạy bén. Chúng có thể nhìn thấy những tiểu tiết ở khoảng cách rất xa. Các bạn có thấy mấy bé dễ thương không nè? Trong sách đỏ về động vật cần được bảo tồn có tổng cộng 7 cấp độ: ít quan tâm, sắp bị đe dọa, sắp nguy cấp, cực kỳ nguy cấp, tuyệt chủng trong tự nhiên và tuyệt chủng. Vườn thú safari có những loài trải dài từ ít quan tâm cho đến tận cực kỳ nguy cấp. Vườn thú đã góp phần trong việc bảo tồn và bảo vệ những loài động vật quý hiếm. Và tiếp theo là Linh Dương Games Park. Sừng của Linh Dương Games Park có thể dài tới 120cm, là một vũ khí vô cùng lợi hại để tiêu diệt những kẻ săn mồi. Linh Dương Games Park có thể giết được cả sư tử luôn á. Nhờ vào sự trao đổi chất vô cùng thấp
nên loài linh dương này có thể tồn tại gần một năm mà không cần phải uống nước. Lợi hại ghê chưa? Và tiếp theo là một bé hươu đầm lầy Ấn Độ thuộc vào nhóm sắp nguy cấp. Tuyệt chiêu của chúng là dìm đầu xuống nước trong khi nín thở để cho phép chúng ăn được những thực vật trong đầm lầy, nơi mà chúng sinh sống nhiều nhất trong tự nhiên. Và đây là một bé hươu chỉ vào tuổi vị thành niên thôi hà, nên sừng còn mới nhún nè. Và xa xa núp trong bụi rậm chính là một chú linh dương đầu bò đến từ châu Phi. Linh dương đầu bò tên tiếng Anh là Wildebeest, nói trải đi của từ Wild Beast, có nghĩa là quái thú hoang dã. Và tiếp theo là khu vực sinh sống của những bé linh dương nhảy đến từ châu Phi. Và tuyệt chiêu của mấy bé này là tốc độ cực kỳ nhanh. Các bé có thể chạy với vận tốc 88 km/h, có thể nhảy xa 4m và nhảy cao 2m. Phải chi mà ngày xưa lúc đi học, mình có khả năng tuyệt vời như mấy bé linh dương này thì điểm thể dục của mình lúc nào cũng cao rồi. Hay da. Đây là một con đường được thiết kế theo phong cách chạy xe của Safari. Lái xe về phía bên trái của con đường. Mình để ví dụ lúc mình chạy xe bình thường ở Mỹ cho các bạn xem để dễ so sánh nha. Và đây là những bé linh dương sa mạc châu Phi, thuộc vào nhóm cực kỳ nguy cấp. Những bé này có thể đứng trên hai chân sâu và vươn người ra tới 1,8 mét. Chạy một hồi thì mình chứng kiến một trận đánh lộn các bạn ạ. Nhưng hàng xóm nhiều chuyện vừa chạy tới là đánh lộn giải tán liền. Xui ghê chưa, muốn nhiều chuyện mà không được. Ý chích cha, nãy giờ nhiều chuyện lo con đánh lộn mà quên mở Pokédex luôn. Ha ha ha. Đây chính là linh dương sừng kiếm đến từ châu Phi, thuộc vào nhóm sắp nguy cấp. Người Ai Cập từng buộc sừng của chúng lại với nhau để làm cho chúng trông giống như chỉ có một sừng. Và ngay sau đó, sừng của chúng sẽ phát triển lại cùng với nhau. Đây có lẽ là nơi mà truyền thuyết về kỳ lân một sừng xuất hiện. Xa xa là cừu Barbary đến từ châu Phi. Tuy gọi là cừu nhưng lại không hẳn thuộc giống cừu. Barbary thuộc vào nhóm sắp nguy cấp. Đây là loài cừu hoang dã duy nhất sống ở châu Phi. Vì chúng sống ở những nơi núi non hiểm trở nên tuyệt chiêu leo trèo thuộc vào hàng bậc thầy, có vị giác, thính giác và khứu giác vô cùng tuyệt vời.
Đây là các bé linh dương sừng xoắn châu Phi, thuộc vào nhóm cực kỳ nguy cấp, có nguy cơ tuyệt chủng rất cao. Trong tự nhiên, chúng được tìm thấy ở hoang mạc Sahara. Loài linh dương này sở hữu móng vuốt rộng, phẳng, với đế bằng, giúp chúng không bị lún sâu xuống các sa mạc. Những con linh dương này là một trong số ít loài mà con đực và con cái đều có sừng cùng kích thước. Vậy là hết một vòng safari rồi. Ngày hôm nay mình đã gặp được 14 trên 40 loài. Wow, thành tích cũng không đến nỗi tệ phải không các bạn? Mình sẽ tạm chia tay các bạn ở đây và hẹn gặp các bạn ở tập sau trong chuỗi video tham quan thành phố San Antonio. Ở tập sau mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan hang động đá vôi được mở ra cho du lịch lớn nhất ở tiểu bang Texas và sẽ cùng mình chiêm ngưỡng màn trình diễn ánh sáng thu hút rất nhiều khách du lịch ngay trong trung tâm downtown của thành phố San Antonio nhé. Ok, vì cuộc đời là những chuyến đi, vậy tại sao không cùng mình đi khám phá, phải không nè? Like, share và subscribe channel của mình nhé. Cảm ơn gia đình mình rất nhiều.